à chẳng được nhầm và vô lực đã khiến cứ dân nên phương ca kẹt như phi đồng lại mà nó phút cho tích bọc và dù tìm mũi và dù tìm phí rồi mà chạy một tông ép vì nó bọc bột lần phó cho nghĩa bọc cho được nóng tích bọc đi ra chẳng bật cho thân là lý gặp vào mấy mùi máu để kìm ơn tờ đáy lắm sẽ hỏi ta hiện đại chúng ta cao underscore JS thì chân mà đấy cứ thôi cho vào kịp muốn được ra xe chờn của bạn thuộc mạnh bằng tay dưới mùi ở phở bọc kia phở bọc bọc dưới chân input type small text ID dùng sao này ID đã vì vòn đó bật cho một toàn bị o chúng ta như kiểu đi ra ngay ngay chớn đấy anh đi vào you vòn cái pi mà anh đi vào you thủ input type mà thách ID mà nâng vì thủ bật bị o đi một tông input type mà một tông hay style chắc thì lọt thế chẳng thể chẳng mong đấy ID mà nâng add hay value để bảo hán đặt nhà bốc được đặt phía add thành dương đặt nhà bốc cho có máu trong tuột mùi đá ở đây cứ đi ra input type mà nâng type ID mà nâng đi ra ok phần nâng sell một lần hóa liên phấn cao chị mình máu mình bị phòng định đi mình tích bóc một tông hay nâng đi ra chẳng cho ba kiếp tay tại đại dân nó cứ không một tông trừ thở on click má hai chú phang sân nam mùi ưu đó chú tha F underscore F kìa chồng tại F tê hạch chọn bằng khi bỏ ai nhưng đã F mùi bị mục mắt hay tập bóng được nông hết bằng khi bật clip chẳng mắt hay hai phần thân F underscore F mà chẳng thơ mắt thì xe khi mới chặt lại bao nhiêu từng phí đi tục chặt lại bán mà nó ghét tầm lại như chênh máu bột chỗ nghĩa hay xét tới tịch bắc đi ra rồi trên nằm bay get value from tech box chúng ta mà chúng ta bắt cá bà bố phi màu không biết bắt cá bà bố phở và mà chăm ấy và ấy và vì vốn mà nâng document dot get element by id đã thua số vì vốn dot value và vì thu document dot get element by id v2 dot value miền mũi tiếp dot inner html là chạm ớt áp phí không có gì mệt có sân bật chấp đồng lấy chân phí html tag dừng pra dot inner html bật chấp chân phí thiết bọc form dừng pra dot value chẳng à v1 v2 sẽ là chia form element đó nhưng ta value chẳng và result mà nâng v1 bộ v2 còn mà ai ấy document dot get element by id result dot value mà nâng result à v1 v2 result ní mình men up đến tay phép phong cho mỗi năng khóm đấy còn là gì mua nhưng lại được kia à vậy là phép phong cứ đi vì vốn đấy cứ phép phong cho mỗi năng này chẳng bật thân ba à vì vốn đấy chú mua ấy anh ấy thấy chú mua năng đài vì thu được kia vì giá lấy được kia này anh ấy đã chú mua đạt thầy A, B, C, D phải chứa bọt dừng đấy và nó phải chẳng đạt được kia là mấy ai chẳng nắm thằng qua thôi anh ấy bị chắp thêm mấy kia là mình nhầm vào 8 bảy chặt phát nó hạ bảy vì ớt ban kẹt nia tế với tôi chỉ to string là sao ấy ca chặt vào máy trên máu default với chặt string nhưng trong convert với thơ mạch half float mà chạm đấy
passcode មួយទៀតបាត់វិញអញ្ចឹងចាំមកវា convert ចំណៃរបស់យើងដែលលេខខាងលេខ3ហ្នឹងទៅជាលេខគណនាបានបូកចូលគ្នាបោះឲ្យ digital 3+3 អត់ប៉ះ refresh 12បាទនេះចប់សម្រាប់ JavaScript អញ្ចឹងគឺទៅមើល jQuery វិញគឺ file មួយទៀត cal ទៅវិញ cal jq មិនថាខ្ញុំទៅវាមិនថាខ្ញុំទៅសារទៀតបាទយក copy header វិញមកអស់មកយកធំ body ហើយចំណាយពីធំ body ទៅយកចាស់ដោយសារយើងមានយើងមានហើយនេះ body លើស body ចេញនេះចាំមកដល់ form យើងដដែលខ្ញុំជួយវាយឡើងវិញខ្ញុំ copy វាសំខាន់ដក on click នេះចេញដោយសារ jQuery អត់ត្រូវការសរសេរ event ឬក៏សរសេរកូដ JavaScript ណាមួយនៅក្នុង HTML គឺអត់ខ្វល់ហើយយ៉ាងដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាប់ដើមនេះគឺប៊ូតុងយើង ID ឈ្មោះអីឈ្មោះ add អញ្ចឹងកុំឲ្យពិបាកច្រើនដកប៊ូតុងចេញដាក់ add វិញត្រង់ជ្រូក add នេះបានថាវាចាប់យក ID របស់ add អាណាគឺប៊ូតុងដដែលនេះដដែលផ្សេងចេះវាកំណងជាងថាអីចំឈ្មោះវាពេល click ឲ្យឈួយអីពេល click alert មួយចោលសិនដូចខ្ញុំនិយាយចឹងណា hello jq ណាដើរអញ្ចឹងបានថា event វាដើរស្រួលហើយចាប់តម្លៃមកចេញវ៉ាដូចគ្នាហ្នឹងវ៉ា v1 ស្វាអីអញ្ចឹងចាប់តម្លៃព្រោះដុល្លារបើមួយចោដាក់ID man v1 dot file បាក់វត្តចេះប៉ុណ្ណឹង var v2 ស្មើនឹងដុល្លារ v ក្នុងជុក v2 ហត់វ៉ាដូចថាសួរទៀតអានេះមកច្បាយណាអានេះងាយងាយចឹង varរីសោស្មើអីស្មើ password នៅដដែលហ្នឹងនេះចិនតាក់មួយចំនួននៅយក JavaScript មកប្រើមិចចូលគ្នាសេរីបានបងអស់ v1 បូកនឹង password បាទ v2 ហើយឲ្យតែគេឲ្យឲ្យរីសោ.file ដាក់ទៅចូលដាក់ result នេះចូលមកដាក់មើលលទ្ធផល2.9មើលគ្នាទាំងអស់មួយណាខ្លីជាងនេះចឹង jQuery ខ្លីជាងដាច់ហើយអត់ប៉ះពាល់ជាមួយនឹង code HTML អានេះគេហៅថាជាវិធីសាស្ត្រមួយពេលគេធ្វើកាំងជា group ជា team អញ្ចឹងអ្នកធ្វើ team L ធ្វើ job អ្នកធ្វើ JavaScript អត់មានសាស្ត្រពណ៌ឲ្យ team L ទាំងអស់យកទៅ change query ពីលើទៅណាមួយមក add មក file ចូល job ណាអត់ចាំបាច់រឿងឯណាលើក្រុមលើក្រុមបើយើងធ្វើ JavaScript ចាស់ហើយអញ្ចឹងអានេះអស់ត្រឹមហ្នឹង job គ្រប់